gọi không gọi, gọi không gọi. Má ơi. Hả? Con đi làm nha má. Đợi anh Hòa đi công chuyện về rồi con chở má đi siêu thị shopping. Đi chi cho tốn kém. Thôi con cứ lo đi làm đi. Dạ. Gọi không gọi, gọi. Bảo gọi là gọi thôi. Dạ con nghe bố. Ờ con dâu ấy hả? Ờ, hôm qua đó con, bố hơi say cho nên bố nói những cái điều nó không được tế nhị. Con cũng đừng có giận bố nhá. À, dạ con xin lỗi bố. Phận con cái đáng lẽ không có được giận bố như vậy. Ờ, con hiểu là tâm trạng của bố phải như thế nào thì bố mới cư xử với con như vậy. Lỗi là do tụi con. Cưới nhau mười mấy năm rồi mà chưa có cháu nội cho bố. Ừ, con biết nghĩ như vậy là phải đạo làm dâu đấy con ạ. À, nhưng mà nói thật thật nhá, nhiều khi cái chuyện gì nó cũng ra chuyện đấy con ạ. À, tự nhiên con đùng đùng con bỏ về Sài Gòn. Đây rồi cái thằng Hòa nó cũng coi như là nó chạy theo con. Ừ, nếu mà để hàng xóm người ta nhìn vào đó con, người ta bảo người ta khinh nó là chở vợ. Đấy rồi người ta bảo là bố coi như là không biết dạy con dâu. Dạ con xin lỗi bố. Ừ con nói như thế thì coi như là bố là mát lòng mát dạ con ơi. Mình làm mà đảo con cháu mà con. Nhiều khi cha mẹ hay ông bà con nói cái gì sai đó thì mình cứ cho là đúng đi. Mà có làm cái gì nó hơi oan thì coi như cái chuyện không có gì. Đã là người trong gia đình nhá, cũng không nên tranh luận cái chuyện mà lý lẽ gì ở đây cho các con ạ. À, đây như thế thì gia đình nó mới hòa thuận đúng không con? Dạ bố. Ừ, giờ cho bố hỏi là bà thông gia vào chữa bệnh sao rồi con? Dạ má của con đã khám xong rồi, không có sao hết bố à. À thế à, xin thì tốt quá. Ừ, cho bố gửi lời bà thông gia nha. Thôi bố cúp máy nha. Dạ con cảm ơn bố. Alo, alo. Thấy chưa? Thấy con bỏ về trước là mắng nghi nghi rồi. Ông nói gì con vậy? Ông đây hành hạ con vì cái chuyện mà cháu nội nữa đúng không? Kìa má, sao má lại nghe lén con? Con nói cho má nghe. Ông nói gì con? Hả? Ông chửi gì con? Cũng xong. Ôi giời, tự nhiên tôi cảm thấy tôi nhẹ lòng thế nhỉ? Không có, bố chồng con không nói gì hết trơn á. Bố chồng con không nói gì trơn á. Trời đất ơi, mở miệng ra là binh ổng chầm chập à. Ủa con ơi là con, sao con phải chịu đựng như vậy chứ? Con đâu có thua kém gì ai đâu. Hả? Kìa má, mỗi người một tính cách. Mình nghĩ tiêu cực, nó sẽ tiêu cực. Mình phải tích cực lên mà sống đúng không má? Ôi trời đất ơi. Nè. Dạ. Má là má của con hay là con là má của má vậy? Trời ơi trời, bữa nay dạy tôi cách sống nữa hả? Nè con, má đi guốc trong bụng ổng nghe. Ổng nghĩ cái gì là má biết hết nghe chưa? Sao vậy? Bây giờ làm sao? Ổng chửi con đúng không? Để yên đó, má gọi điện cho ổng. Má xử ổng cho con coi. Thôi thôi thôi, con xin má. Mọi chuyện qua hết rồi, má để cho con yên đi. Là sao? Là sao? Tức là bây giờ là con chịu đựng vậy đúng không? Nhưng má thì không chịu. Ha, má đi về quê. À, má ơi, con xin má luôn á, má hạ quả nha. Bây giờ con có việc rất gấp lên trường rồi. Má ở nhà con ở quán giùm con về con chở má đi shopping. Má yêu, đừng có bỏ rơi con gái bé bỏng lúc này mà. Nha má. Trời ơi là trời. Ủa quá gì biết nữa. Má chịu ở lại rồi đúng không má? Con cảm ơn má nhiều lắm. Má lúc nào cũng thương con, cũng hiểu cho con hết trơn á. Bây giờ con có việc gấp lắm rồi, con phải đi liền đây. Má ở nhà coi ngó quán giùm con nha. Con về con chở má đi shopping nha má nha. Khoan đã. Dạ. Má sao nữa vậy má? Con muốn má ở lại với con đúng không? Ừ. Muốn má coi quán cho con đúng không? Dạ. Vậy thì con nói thiệt cho má biết đi. Ông nói gì con vậy? Sao tự nhiên con bỏ về ngang không vậy?
Nếu mà con không nói nha, má. Má. Thôi, được rồi, con nói. Nhưng mà má phải hứa với con, má nghe xong má bỏ qua nha. Má. À, chào chị Thông gia, chị khỏe không? Thông cái gì mà thông? Cả cuộc đời của anh có bao giờ chịu nghe ai nói để mà anh thông chưa? Bữa nay tôi nói cho anh thông đi nè, anh xui. Tôi nói cho anh biết nha, con gái của tôi là đứa thùy mị nết na, ngoan ngoãn hiền lành, biết trên biết dưới, công dung ngôn hạnh. Tuy là cha nó mất sớm thiệt đó, nhưng mà tôi cho nó ăn học đàng hoàng tử tế, tôi dạy dỗ nó nên người. Vậy á, anh đối xử nó như vậy, rồi anh có thấy xấu hổ không? Nó không phải là cái đứa con rơi con rớt, không phải là đứa con quan, không phải là một cái đứa mèo mã gà đồng. Mà tại sao lại đối xử với nó tệ như vậy chứ? Chị xui, tôi thấy là chị hơi nặng lời với tôi rồi đấy. Ủa? Vậy chứ, trước mặt con gái tôi, anh nói con trai của anh đi có con với một đứa con gái khác. Như vậy là nhẹ lời hả anh xui? Nè, cả cuộc đời của tôi á, chưa thấy một cái người cha nào mà xúi con trai mình đi ngoại tình. Xúi con trai mình sống bất nhân bất đức như vậy. Ôi trời ơi là trời. Vợ chồng á, hết tình á thì còn nghĩa. Đằng này tụi nó đang sống hạnh phúc với nhau mà anh xui. Sao anh làm gì kỳ vậy? Chị xui à? Cái này là do rượu nó nói đó chị. Hả? Cái gì? Rượu nó rủ dê nói đấy. Rượu hả? Trời ơi, đàn ông mấy người á, lúc nào cũng mượn cái men rượu để mà làm những cái chuyện săn bậy, rồi sau đó đổi thừa rượu để mà phủi trắng hết tất cả mọi chuyện. Vậy coi sao được? Không có được nghe anh xui. Anh xui, anh nghĩ đi. Tôi mang nặng đẻ đau, tôi nuôi con tôi 30 mấy năm trời, cho nó ăn học thành người. Tôi chưa nhờ vả nó được cái gì hết á. Mà nói thiệt là tôi cũng không mong nhờ vả nó cái gì hết. Trước ngày nó về làm dâu nhà anh, nó ôm tôi, nó khóc cả tuần lễ đó. Nó nói là nó bị dằn vặt bởi vì nó chưa báo đáp được công ơn sinh thành. Vậy mà đã bỏ mẹ, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để theo con trai anh, về sống trong gia đình anh, làm con dâu của anh. Còn lại có một mình tôi cô đơn lắm. Những lúc tôi nhớ con á, tôi chỉ biết khóc thôi. Anh thử đặt anh vào vị trí của tôi đi, anh thấy sao hả anh xui? Hiểu. Tôi hiểu chị ạ. Tôi hiểu hết đấy. Anh hiểu cái gì? Anh hiểu cái gì mà anh hiểu hả anh xui?